Thuận Dương rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay Thuận Dương giới thiệu cho bạn ngôi nhà này vừa mới nghiệm thu xong. Mời anh chị và các bạn cùng tham quan với Thuận Dương. Anh chị vào bắt đầu là cái sân để xe. Thì cái sân này là để được hai chiếc xe ô tô nha anh chị. Nhà là ở hướng Bắc anh chị, nhà mát. Bắt đầu từ cổng đi vào. Anh chị vào thì đây là cái phòng khách. Thì phòng khách cũng có cái bộ ghế sofa. Và bên đây thì có cái tivi. Tivi này là 55 inch thì chị chưa treo, nhưng mà tất cả nội thất là đều full cho anh chị hết. Ngay cái phòng khách thì có cái cửa sổ, anh chị ngồi nhìn ra bên ngoài có ánh sáng. Có cửa sổ mở rất là rộng và thoáng, nhìn vào ánh sáng vào bên trong ha. Rồi anh chị cứ tham quan cùng với Thuận Dương nha. Đối diện với ghế sofa thì bên này sẽ có cái tủ trưng bày rượu anh chị. Cái tủ này rất là rộng, dụng anh chị cần. Cái tủ sẽ dài từ đây đến đây luôn đó anh chị nha. Phòng khách thì nó liền kề với phòng bếp anh chị. Tiếp tục đây là cũng là cái phòng bếp luôn, nên không gian giữa phòng khách và phòng bếp rất là rộng. Ngay chỗ này thì chị chủ là để cái tủ lạnh đó, tủ lạnh hai cửa, nhưng mà chị chưa có để nha anh chị. Tủ rất là rộng, anh chị có thể trang trí những vật dụng nào mà anh chị thích. Và đây là cái bộ bàn ghế ngồi ăn. Đây là cái bộ bàn ghế và bộ chén. Thì bộ chén bạn nào anh chị nào cũng thích nấu ăn thì anh chị cũng nhìn vào cái bộ chén rất là xinh. Tại vì chị chủ này chị cũng rất là cẩn thận và cũng tỉ mỉ từng những cái vật dụng trong gia đình, nên mình thấy rất là ok anh chị ạ. Và sau bên này cái bộ bằng sau này cái ghế bộ bằng ăn, thì bên đây là cái bếp. Cái bếp ngay chỗ này nó có cái cửa sổ. Nhà mà nấu ăn mà có cửa sổ là rất là thích nha anh chị. Mỗi lần các bạn nấu ăn nó là mùi hôi, mà có cửa sổ này thì nó sẽ thoát ra bên ngoài, nó có cái ánh sáng như thế này. Ở bên ngoài này thì có cái không gian giếng trời. Đó, các bạn sẽ ra đây nè, không gian giếng trời mát, ánh sáng vào ha. Bếp các bạn nấu ở đây thì nó sẽ thoát hết ra ngoài. Chén, anh chị rửa chén để đây. Tủ, đây là cái thùng đựng rác. Đựng rác anh chị. Đựng gạo hả? Đây là cái thùng đựng gạo. Đây thì chị chủ cũng tặng cho anh chị cái bộ nồi, bếp đầy đủ. Các bạn chỉ việc dọn nhà vào ở thôi. Nhưng mà anh chị cùng với Thuận Dương xuống ngay chỗ phòng ngủ bên dưới. Tiếp theo là phòng ngủ. Ở dưới này có một phòng, hai phòng ngủ. Dưới này có hai phòng ngủ. Mời anh chị vào bên trong phòng ngủ nhé. Phòng ngủ anh chị, phòng ngủ. Cái này anh chị chủ nhà chưa có để nệm nhé. Rồi bên đây là tủ. Tủ quần áo. Quá rộng. Này, xem cho anh chị nha. Còn bên này nữa, trên này nữa, trên này nữa anh chị ha. Rồi. Phòng thì bên đây là cái toilet anh chị. Cái toilet rất là rộng. Toilet cũng có cánh cửa thoáng. Sát của toilet thì chỗ này ngay cái bồn rửa tay anh chị ơi, có cái bồn rửa tay nè. Đây là đá. Cái này là toàn là đá này nha. Cái này đá Ấn Độ này. Còn cái này cũng có cái tủ để nè. Nguyên cái này là đá hết nè. Và bên này thì các bạn để vật dụng. Xà bông để cái gì mà anh chị thích vào đây. Ngay cái khu này thiết kế rất là rộng anh chị ạ. Rồi tiếp tục Thuận Dương mà anh chị tiếp theo là dưới này có cái phòng nữa ha. Ngay cái phòng này thì chỗ này có cái cửa sổ. Có cửa sổ mà có một cái giếng trời rất là rộng. Nhìn ra có ánh sáng, có gió vào thông thoáng ha. Nhà cửa mà có cửa sổ, có gió vào rất là tốt nha anh chị nha. Có ánh nắng vào nữa.
Cái giỏ này xinh quá ha. Chị em phụ nữ thích giỏ. Rồi Thuận Dương tiếp tục mời anh chị vào bên trong. Vào bên trong lại có một cái không gian rất là rộng nữa để cho gia đình vào buổi tối, gia đình những ngày nghỉ gia đình ở đây sum họp vào bên nhau. Đó thì ngay đây là có cái giếng trời, anh chị thấy cái giếng trời rộng không? Có giếng trời gió mát. Ngay khu này cây cỏ xung quanh. Đó. Và bên hông bên đây thì có một cái phòng rất là rộng nha anh chị. Cái phòng mở cửa ra coi. Rồi. Rộng lắm. Dưới không gian dưới này là cái giếng trời rất là rộng. Trong này có một cái phòng nữa. Tủ quần áo. Quá rộng. Đây cái giường. Đây cũng có cái tủ nữa. Đựng được nhiều đồ ha. Đây. Và bên đây cũng có cái toilet. Anh chị thấy thích không? Ngay đây là một cái phòng ngủ mà bên đây là có cửa đi ra nhìn giếng trời. Đó, tối gia đình mình ngồi xung quanh ở đây. Mát mẻ, gió mát. Thích. Sau khi anh chị tham quan ngôi nhà này rồi thì đây là thông tin sản phẩm ngôi nhà. Diện tích nhà 6x30, hướng Bắc, đường rộng 8m. Nhà này gồm có 3 phòng ngủ, 2 toilet, 1 bếp, 1 phòng khách rất rộng và sân để xe để được 2 chiếc xe ô tô. Trị giá ngôi nhà gồm 2.460 tỷ. Thuận Dương bán đúng giá chủ nhà nên biết đưa ra, Thuận Dương chỉ lấy phí hoa hồng môi giới từ chủ nhà. Và anh chị nào thấy thích hãy gọi cho Thuận Dương qua số điện thoại 0937 848 976 để anh chị xuống xem và tham quan thực tế sở hữu ngôi nhà này nhé. Nhà này bên ngoài rất đẹp và rất rộng. Anh chị nào đang có sản phẩm nhà đẹp và chuẩn bị có nhà đẹp muốn ký gửi hãy gọi cho Thuận Dương. Và các bạn ơi, bạn nào đang có bạn bè muốn mua nhà thì các bạn yêu mến Thuận Dương, các bạn hãy gọi cho Thuận Dương nhé. Thuận Dương cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thuận Dương xin hẹn gặp lại các bạn vào những ngôi nhà đẹp tiếp theo. Xin chào.